Xin chào cô chú, chị tiếp tục quay trở lại với kênh Tim Bà Miền của chú. Chị hiện tại Tim Bà Miền nó có hai cho hủ tiếu bà viên một bơm. Tôi chia sẻ những video chị Hồng Loan cũng qua hủ tiếu bầu tiên của một bơm. Thì Tim Bà Miền bắt gặp được chị qua chia sẻ cả nhà mình buổi sáng ngày hôm nay. Cái hẻm ở đây cũng dễ kiếm lắm cả nhà. Bây giờ đi làm clip á. Làm clip rồi hả? Làm clip không mình. Hát cái chân vô chị để gạt. Tại cả nhà ơi, con chỉ cả nhà cái đường đây như dễ nha, để thấy sao? Đẩy gì hả? Rồi bữa đây là tấp chịu nhịn luôn. Đẩy lên. Nhân đẩy lên cho chị nè. Nhân đẩy lên nhân. Cầm nha. Dính. 2 3 đẩy. Giữ kỹ đi, giữ kỹ. Rồi ok. Vậy cho dễ chậm. Tại cả nhà ơi. Con quay cho cả nhà dễ kiếm đường nha. Ở đây nó dễ đi đường lắm. Đi đường Pha Năng Lưu á. Đi đường Phan Đăng Lưu đi vô, chứ cần nó đi đường bên hẻm nhà ba con đi vô nó quằn quằn nó mệt lắm. Trời ơi ngon à, đi về đó xong sẽ kêu xem tô ăn tiếp. Rồi nó hướng dẫn cái đường vào quán chị Bụng Bâm nè. Hẻm này hẻm rộng không à, cho nên là hẻm rộng. Ở đây mình không biết đường á thì cứ đi thẳng nè, đó. Ngay cái đường thì ở ngoài kia là một phường Phan Đăng Lưu, kiếm hẻm 181 đó, quẹo vô chạy thẳng tới là thấy cái bảng hủ tiếu bò như bùng bùng. Bây giờ chị Loan đi về nhà xong có đi qua lại là làm tô nữa. Làm ngày thì mười giác là biết đường chưa? Thì chị Loan ra số năm luôn. Rồi. Mất mạng hả chị? Rồi ra đây là có mạng không? Mất mạng rồi. Chị xài wifi hả? Có 3G không? Chị xài 3G hay là wifi? Chắc là wifi rồi. Ở đây chắc có 3G chứ. Chị mở vuốt đi, vuốt xuống coi có 3G mở đó. Vuốt xuống. Vuốt xuống dưới. Có không? Ngay qua 3G phải không? Mở 3G lên, mở 3G lên. Nó chỉ tắt cái wifi đi, nhiều khi nó bắt 3G thôi. Đó, chị đi tiếp. Chắc có 3G á. Rồi sao trời. Nó hiện không? Dạ, được chưa? Kìa. Đó. Quá chán đời. Vô lại không? Con cả nhà ơi, đi ra đây cái nó không bắt được wifi. Ở đây không bắt được wifi nha cả nhà. Bên đây chị Loan đi làm reviewer. Đây là quán một tiếng bùng bùng. Mình chạy từ hẻm ở ngoài đó đó. Hẻm tuốt có mà không, hẻm nữa là vòng lắm. Cái đường ngoài đó đó, đường Phan Đăng Lưu tới cái hẻm mà 181 hả? Thấy không? Đúng rồi. Hẻm 181 á, rồi mình quẹo vô đây nè. Xong thẳng nguyên một đường, thẳng nguyên một đường là tới cái nhà mình. Thấy nhà mình có hôm nay có hẻm nè. Rồi là mình thấy có một cái bột ghi là hủ tiếu bò viên bùng bùng. Đó, hủ tiếu bò viên bùng là chạy thẳng vô. Thẳng vô hoài tới một cái góc kia, một cái đùm, một cái chùm, cái đó cây tre phải không? Cây trúc. Cây trúc, chùm cây trúc luôn cả nhà, rồi là quẹo hoài vào nha. Quẹo vào, thấy cái quán mình biết đây động lớn mình dễ đường đó cả nhà, dễ biết đường lắm. Nè, đây là vô biết đường bưng, còn quẹo ở đây đường trong á, là quẹo ở đây là ra cái đường của ba con đó. Đi bộ ra ngoài đường Phan Đăng Lưu luôn đó chị Loan. Chị về nhà đi đâu chị? Hả? Về nhà hả? Chị đi bộ về nhà không á? Đây là cái hẻm 181 sẹt 43, sẹt 4. Cái hẻm 181 Phan Đăng Lưu. Đây là dân ngoài trước ngoài đường trái ngoài nè. Đường trái ngoài là đường Phan Đăng Lưu ngoài. Cái đường này đi bộ về nhà chị Loan cũng được luôn á. Được luôn. Đây hẻm không mà. Cái này là đi thẳng qua Phan Đăng Lưu. Phan Đăng Lưu vào quẹo trái xíu đi ngược chiều là tới số 5 đồng thời điểm. Thì dễ lắm, nghe cái đường hè đường rồi hiển ngay hẻm nhà ba con chạy ra ngược ra cái đường Phan Đăng Lưu. Rồi quẹo phải là lên tới chút xíu là có con hẻm đầu tiên là 181. Đó, con hẻm đầu tiên 181 mình chạy thẳng vô là mình kiếm chạy thẳng vô hoài là thấy cái bảng hủ tiếu bò viên bùng bùng. Đó. Đường lớn ra đường lớn á. Đường lớn luôn. Phan Đăng Lưu. Phan Đăng Lưu. Ở ngoài đó là Phan Đăng Lưu. Nè, đường nhà ba là đoạn đường đoàn địa điểm. Vậy mới biết chứ mày nói không biết đâu. Trời ơi, chứ nó bông nó
À, mình dán bảng mà còn bị xé đó cả nhà. Đây cả nhà, đây là đường Phong Văn Lưu nha. Đó, cái đầu hẻm mình đi vô nè. À, dưới đây là quẹo trái, đây số 5 đồng địa điểm nè. Điện thoại của Bum. Đó, rẽ trái tới cái hẻm đó là cái hẻm nhà ba con nè, cả nhà đó, hẻm đó đi lên đây ngược lên nha. Rồi tới đây là một hẻm tập gym. Hồi lúc trước thì anh Quy anh cũng định trên đó, nhưng ngược lại cái mặt tiền của ảnh nó hơi bị chặt một xíu, nói chung là nó không có đi mình ví dụ mình hát anh sẽ làm lại dạ, cái phòng trà đâu đó chứ không phải là quán cà phê. Không bảo sao hả? Ngon lắm, dạ cảm ơn chị Nga Phan. Đây đó, đi thẳng vô tới đó ha. Cái đường một đường thẳng một trong này. Đi thẳng một xíu về tay trái là tới đó. Thẳng hoài. Quán của chị Bùng Bùng luôn đó. Nè, thẳng tới là thấy cây cục điện trước không? Cây cục điện là có cái cái này là dễ cái bảng. Đúng rồi. Thế cái đường này dễ hơn. Chị khó lắm. Khó đi lắm. Chị Loan chỉ là một phát ngọt thôi, không có sai được nào hết. Mới cả mau. Còn cái kia kìa, còn cái kia. Đây rồi, bắt đầu chú nhìn con nha. 1, 2, 3, 3. Ồ, quá đẹp luôn. Rồi, để con chụp gần tấm nữa nha. Đó, chụp gần cho nó rõ nè. 1, 2, 3. Rồi, quá trời luôn. Đó, chú chụp. Đó, cái nhà chị Hồng Long đi review. À, từ đầu đường Phan Văn Lưu vào hẻm 1-1 vào tới tại tại quán hủ tiếu của Bùm Bùm luôn. Đó, đi thẳng vô có cái cây nghe đuôi một cái cây nghe đường một chút. Cây trúc. Cây trúc là trước là nghe. Vô tới cây trúc là này cũng đang sẵn rồi. Trời nắng kìa. Này nắng cho chắc dây nó sập xíu. Nhắn có kìm trong nắng. Ừ, cái nắng không lo. Lên đi. Chỉ đâu vậy? Thôi giờ đang nói địa chỉ không thiếu đi, nói một bên đi chứ có gì cũng không biết. Đó, cái tốt rồi. Thôi, chặt lạc của em. Ở nhà,
bàn ghế ngồi trong cái nhà đó, đó là tới cái quán. Đây nha cả nhà ơi, đây à, thấy cái quán này chú anh chị. Súp bò viên 40, nước xanh, nước suối rồi là 15k hết nè cả nhà. Rồi, đó, hồi nãy luôn cô chỉ đường. Chỉ đường thì cả nhà có hiểu không? Số điện thoại nghe chị Lo, chị Lo. Đây nè cả nhà ơi. Đó, số điện thoại. Ở đây là có quay số điện thoại. Số điện thoại. 1813 4. Hay. Số điện thoại mua tí bò viên nha cả nhà, hoặc là trên Shopee Food có ghi ở trên cái màn hình nha cả nhà ơi. Địa chỉ nhà là 181-43-4. Phan Đăng Lưu, phường 1, Phú Nhuận. Cả nhà mình có nghe mà chưa ăn gì thì ghé ngang ủng hộ cho em của con nha cả nhà. Cho Bum nó kiếm tiền mua sữa cho con nha cả nhà. Chứ để Bum nó không toàn nhà. Cả nhà sang. Hay bây giờ tới cô chủ ăn. Hello mọi người. Trời ơi, thấy rồi, thấy chị Hạnh kêu mi vậy đó. Hello. Hello chị.